Không chỉ vậy, những giá trị dinh dưỡng cũng như vai trò của sữa non đối với sự phát triển của trẻ cũng đã được những chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng khẳng định. Cái thành phần mà quý giá nhất trong sữa non đó là sữa non chứa các cái kháng thể. Chúng ta được biết là các kháng thể có tác dụng tăng cường cái miễn dịch của em bé, ví dụ như là kháng thể IgM, IgG, IgA, IgE. Nhất là IgG là cái kháng thể mà rất là quan trọng để tăng cường cái hệ miễn dịch khi gặp những cái tác nhân gây bệnh bên ngoài vào. Thì những cái kháng thể này có tác dụng chống lại những cái tác nhân gây bệnh cho trẻ. Và người ta có thể ví sữa non như là một cái vaccine tự nhiên, thì có thể dùng cho tất cả các cái lứa tuổi, đặc biệt là các cháu nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Ngoài ra nữa thì khi giai đoạn trên 6 tháng tuổi cho đến giai đoạn 3-4 tuổi là cái giai đoạn mà người ta gọi là cái khoảng chống miễn dịch ở trẻ em. Thế như vậy thì rõ ràng là sữa non rất cần thiết để bổ sung cho các cháu. Theo các nghiên cứu, ngoài thành phần quý giá nhất là các kháng thể, thì trong sữa non hàm lượng protein cao gấp 2 lần so với sữa trưởng thành. Đặc biệt trong sữa non có chứa các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Bởi vậy, sữa non có tác dụng tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, giúp trẻ phòng ngừa được bệnh tật. Thêm vào đó, với đặc điểm không chứa đường lactose như các dòng sữa thông thường khác, nên khi dùng sữa non sẽ không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ, mà ngược lại là giúp trẻ tiêu hóa tốt hơn. Ngoài dùng cho trẻ già, sữa non còn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng cho cả các đối tượng là người lớn, những người có hệ miễn dịch bị suy giảm, người già, người mới ốm dậy, người sau phẫu thuật. Tuy nhiên, để chọn được sản phẩm sữa non tốt nhất, người tiêu dùng cần chú ý chọn sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, có thông tin đầy đủ về các giá trị dinh dưỡng và đặc biệt là thành phần các kháng thể, vitamin và khoáng chất in trên bao bì. New Zealand, Úc hoặc là Canada hoặc Nhật Bản ấy, thì bao giờ những cái nước mà cái sữa mà có nguồn gốc xuất xứ từ những cái nước đấy thì bao giờ cũng được đánh giá cao hơn, bởi vì cái thành phần, cái giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là thành phần các kháng thể, nó đảm bảo được cái chất lượng hơn. Trong nhiều sản phẩm sữa non đang có mặt trên thị trường Việt Nam hiện nay, sữa non Good Health là một nhãn hiệu được nhập khẩu từ New Zealand đã và đang được nhiều bà mẹ tin dùng. Đây là dòng sữa duy nhất đạt tiêu chuẩn 7.0 về chất lượng. Không hormone tăng trưởng, không biến đổi gen, không kháng sinh, không thức ăn công nghiệp, không chuồng trại, không chất bảo quản và không đường lactose. Sữa non Good Health còn khỏe, mẹ thảnh thơi.